Đứng cầm im đi. Ba nghỉ rồi em nghỉ đi nhà bơi mười bơi. Ba cái đó không? Dạ. Đâu được coi coi. Ba nắm tay. Rồi xuống, xuống rồi ba xuống. Rồi mình đang đi đâu đây? Em đi pha bơi, em đi mua cái đồ bơi cho. Đồ bơi hả? Hôm nay chủ nhật ba ở nhà cho đi bơi đúng không? Dạ. Ồ, lúc cái đồ bơi kìa phải đó không? Đồ bơi màu blue. Mua ở pha bơi. Ok rồi đi vô cô. Kiếm. Ok, có không? Kiếm có không? Không có. Quái. Được. Hết rồi hả? Không có bán hả? Hết rồi, không có bán đâu. Rồi vậy thôi mình đi qua bên Walmart mua đúng không? Dạ đúng. Ok, let's go. Trả tiền nè. Bye. Bye. Giờ đi qua mạng. Giờ đi qua mạng mấy rồi. Bạn. Đúng rồi. Qua mạng, em mình thích qua mạng luôn đúng không? Dạ. Let's go. Nhiều đồ chơi quá hả? Dạ. Nhiều đồ chơi quá. Em mình không thấy đồ bơi. Anh kiếm đi. Không có luôn rồi. Không có hả? Thôi. Không có rồi. Đi chơi chút xíu rồi đi qua bên chơi tha gạch nữa. Đồ chơi không có rồi. Thôi chơi này chút xíu rồi đi tha gạch nha. Dạ. Chơi. Chuẩn bị ấy rồi đi qua đi tha gạch nha. Look at that. Oh, wow. What you doing? Bye, đi qua target ha. Bye, dạ. Ừ, target không có này, về luôn nha. Dạ. Wow, target kìa, look at target kìa. Target, mình đi vô. Có thoi ra rồi nè. Kiếm cái đó đúng không? Cái đồ... Đồ bơi. Ừ. Để em đi kiếm mấy bạn. Ok, đi, đang target đi, để kiếm đồ ạ. Thấy Toy Ryan không? Không. Where there? Where? Hello. Đó, look. Ryan Toy Review, yeah. Em mày thích này đúng không? Yeah. Wow. Mua không? Có muốn mua không? Không. Sao vậy? Tốt để dành tiền hả? Yeah. Wow, look, có là nhiều đồ chơi kia không? Yeah. Em mày thích không? Thích thôi Ryan hả? Ryan thôi review hả? Yeah. What you doing? Em đang cầm chút xíu. Quả trứng bự quá mà. Trứng nhỏ mà. Look at that. Oh, you like it, huh? Rồi đi kiếm đồ, đi kiếm cái phao này, kiếm cái đồ bơi này. Wow, mua đồ chơi thôi đây, nhiều tiền lắm. Mấy đồng biết không? Không. 10 đồng đó. 10. Ok, đó đồ chơi kìa, đồ bơi kìa. Ê, đồ bơi kìa. Mấy bạn có đồ bơi kìa. Ok, finally. Yeah. Lấy cái nào đi. Em muốn lấy cái này nè. Xong chưa? Dạ. Thử gì, mang thử vừa không? Đòi cái gì nữa vậy? Ok chưa? Tính tiền ha? Dạ. Gần xong. Ok, tính tiền. Ok, ready, rồi qua đi bơi nha. Về. Mình đi về thôi, bye bye mấy bạn. Mình đi bơi chứ, giờ chuẩn bị đi qua nhà 30 nè. Cuối cùng mình kiếm được đó. Yeah, look at that there. Đó, bây giờ bây giờ bà mười nè, đi bơi nè. Đúng rồi. Ok, ready. Để chút con sống. Đi bơi mấy bạn ơi. Ok rồi, ok, mình vô mình thay đồ thôi. Chủ thể là bơi thôi, rồi. Trở lên, cởi áo ra. Cởi ra.
Từ từ. Rồi mang vô. Rồi xuống nữa. Không sao đâu, sợ gì đâu sợ. Đi xuống. Ba nắm tay. Rồi xuống, rồi xuống, rồi ba xuống. Ba chân xuống rồi. Ok. Can Amy go over there? Mm-hmm. Okay, Amy, come here. Follow me. Thôi nước cạn lắm, nhảy người ta không cho nhảy, người ta đuổi lên bây giờ đó. Hả? Người ta thấy người ta nhảy, nhảy người ta đuổi lên bây giờ. Sorry. Sao hả? Nó không cho nhảy sao? You did it! Look at that! You did it! God! Bro! Hey guys, thanks for watching our video. Don't forget to hit that subscribe button, and if you enjoy our videos, please go give us a like.